Xin chào các anh chị, video này sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức nào tìm kiếm nhanh một cái hồ sơ bệnh nhân. Như chị biết thì bệnh án điện tử không chỉ để lưu một bệnh nhân mà có thể lưu với mức độ là khoảng 1.000, 2.000 và đôi khi cả vài trăm ngàn bệnh nhân trên một cái phòng khám. Do vậy việc tìm kiếm hồ sơ bệnh án là một chuyện không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thì chúng ta thì đa phần có chung họ và rất nhiều người có thể trùng tên. Đôi khi chỉ cần một cái tên đưa ra thì chúng ta có thể thấy là có thể có hàng chục, 20 người hoặc là 100 người có chung chung một cái tên. Để tìm kiếm nhanh như vậy, chúng ta cần phải những thông tin hạn như về tên, tuổi vân vân, và có thêm thông tin về ngày tháng năm sinh thì càng giúp chính xác hơn vấn đề tìm kiếm. Đối với bệnh án điện tử VMEMR thì chúng ta có hai cách thức tìm kiếm khác nhau. Nhưng ta thấy trên giao diện hiện nay thì cái cửa sổ làm việc chính của chúng ta đang là cửa sổ lịch làm việc. Để tìm kiếm thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta tìm kiếm nhanh bằng cách là gõ từ khóa vào cái cửa mục bên tay dưới bên tay trái như đã thấy theo cái đường nhỏ trên màn hình. Thì ở đây tôi xin nói tìm kiếm một bệnh nhân tên là Thanh Dung, ví dụ như vậy. Thanh trên trên tài khoản chúng ta thì chúng ta không có một cái bệnh nhân nào tên là Thanh Dung. Chúng ta thử tìm thử là tên là Dung. Thì đây rất nhiều người tên là Dung đây, ví dụ như là Cao Thị Kim Dung, Hoàng Dung vân vân, Ngô Dũng. Thì bệnh án sẽ tìm kiếm những người có cùng tên, có bất cứ một chữ cái nào trong trong cái tên của mình mà thỏa cái điều kiện tìm kiếm sẽ hiện lên. Hoặc là chúng ta sẽ tìm kiếm theo mã ID, là mã ID trong bệnh án này. Ví dụ chúng ta tìm kiếm là 122. Không có người nào tên là không có mã ID. Xin lỗi, 122. Lưu ý rằng là chúng ta muốn tìm theo ID thì chúng ta nhấn rõ ID. Thì chúng ta thấy rằng là bệnh án hiện lên những cái người có cái mã ID bất kỳ có chứa ký hiệu là 122 trong đó. Ta thấy có nhiều người có 122 trong đây. Hoặc chúng ta tìm theo giấy chứng minh nhân dân. Đáng tiếc là hiện nay thì trên cái bệnh án bản demo này thì không có bệnh nhân nào có thông tin về cái số chứng minh nhân dân. Cũng như chúng ta đã thấy trên cái dữ liệu đang xuất ra thì không có bất cứ một người nào có chứng minh nhân dân. Hoặc là chúng ta tìm đến ngày sinh, ví dụ là 1970. Ta nhấn vào tìm kiếm thì bệnh nhân nào sinh năm 1970 sẽ được hiện lên trên đây hết trên hệ thống. Thì đây cách tìm kiếm nhanh bằng cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta có thể tìm kiếm thông qua cái cửa sổ là trong cái mục quản lý bệnh nhân. Chúng ta nhấn vào cái lệnh là danh sách bệnh nhân. Thì trong danh sách bệnh nhân này chúng ta có thể tìm kiếm dựa vào tên một cách tương tác trực tiếp. Chỉ cần gõ từ khóa lập tức nó sẽ hiện lên tất cả những từ khóa bệnh nhân có cùng tên này. Đặt cái điểm hay của cách thức tìm kiếm này là chúng ta hãy phối hợp nhiều tiêu chí với nhau. Ví dụ tôi muốn tìm kiếm những người tên Dung sinh năm 1970 thì khi đó ta thấy là có một bệnh nhân tên là Ngô Dũng Tuấn thì bệnh nhân này sinh ngày 7 tháng 5 năm 1970, ví dụ như vậy. Thì việc phối hợp nhiều cái trường thông tin khác nhau cho phép ta giới hạn được cái kết quả trả về. Hoặc là nếu trong trường hợp chúng ta không rõ gì hết, chúng ta có thể tìm kiếm nhanh bằng cách là tìm kiếm là trong bất kỳ mục nào có chứa thử dung. Thì cái điều này cũng hay nhưng thực sự là nó cũng khó, tại vì cái kết quả trả về cũng rất là nhiều. Đây ví dụ chúng ta thấy là đây có một tổng cộng khoảng là 14-15 cái kết quả được trả về trên cái số liệu là 1817 cái hồ sơ bệnh án. Điều này thuận lợi nếu trong trường hợp chúng ta có số lượng bệnh nhân tương đối hạn chế. Nếu trong trường hợp số lượng bệnh nhân ta lên đến vài chục ngàn, vài trăm ngàn thì việc tìm kiếm bất kỳ này sẽ không giúp ích gì nhiều. Thì đến đây thì tôi hy vọng các anh chị đã biết cách thức tìm kiếm bệnh nhân của chúng ta để có thể mở hồ sơ và khám bệnh về sau. Và cách thức mở hồ sơ khám bệnh thì chúng ta chỉ cần nhấn vào tên trực tiếp bệnh nhân đó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiển thị các cái hồ sơ thông tin về lần khám của bệnh nhân.